Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Trong buổi chiều ngày hôm nay, tức ngày 5 tháng 9 năm 2019, Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới được cập nhật tại cửa hàng. Quý vị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386. Và đấy cũng là số Zalo của mình. Quý vị và các bạn có thể kết bạn Zalo với mình. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của mình thì hãy nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng của mình nhất, được không ạ? Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây, đó là một chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2008, phiên bản số tự động, máy 2.4, biển 37A41714, màu đen, phiên bản số sàn. Đấy. Chiếc này thì em đang chào bán với giá tiền là 285 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Một chiếc xe còn rất là zin luôn. Đấy, tí mình sẽ chỉ cho các bạn một số chỗ gọi là nó hơi bị lỗi một chút thôi. Nhưng mà đó cũng là chỉ vấn đề ngoài da thôi. Đầu tiên quý vị và các bạn nhìn tổng thể cái form xe. Đấy, còn rất là chắc chắn này. Xe rất là đẹp, màu đen rất là đẹp nha anh em nhé. Cụm đèn pha, đèn phanh, đèn pha của nó này rất đều nhau luôn. Thì em mới mua ở Nghệ An về, mới chạy từ hôm qua về. Đấy, nó chỉ có một số chỗ thì nó chỗ này xước sát, thì nói chung là cái này thì mình không thể tránh khỏi được, thì cái đấy mình sẽ tỉa lại. Đấy. Một chiếc Captiva đời 2008, phiên bản số tự động còn rất là đẹp cho quý vị và các bạn. Với giá tiền chỉ có 285 triệu đồng thôi. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em. Độ đồng xương zin của chiếc xe này còn tương đối là nhiều. Đấy, anh em nhìn thấy rất là đường nét nhé. Form xe nó rất là tròn xe, rất là đẹp, cứng xe luôn. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em để biết thêm thông tin chi tiết. Đấy. Thì mình xin kể một chút là đối với chiếc này thì cái tiểu sử của chiếc xe nhé. Đấy, nếu quý vị không ngại thì mình sẽ kể về cái tiểu sử của chiếc xe này. Đấy, tại vì hôm qua mình cũng rất là tình cờ được một cái bác chủ xe này, bác cái tâm sự. Thì chiếc này thì xuất phát là chủ đầu tiên của chiếc xe này, đó là một cán bộ. Đấy, một cán bộ phó phòng BC 47 của thành phố Hải Phòng. Đấy, rất là thật luôn. Bác ấy làm cán bộ của một phó phòng BC của thành phố Hải Phòng. Mình xin phép là không được nhắc tên. Đấy. Thì bác ấy để lại cho bác chủ ở Nghệ An này về để đi câu cá, đi linh tinh thôi. Đấy, nhưng mà vì là bác ấy già rồi, thế với lại bác ấy sân chật, cổng chật, nên là bác ấy đổi sang một chiếc xe Granit Mitsubishi. Và hôm qua mình cũng đã ship tận nhà cho bác ấy. Đấy, và lấy chiếc này về. Đấy là tiểu sử của chiếc xe này, nên là chiếc xe còn rất là đẹp và zin. Đấy, anh em nhìn thấy từ những cái ti chống ốc này, nội thất của chiếc xe còn rất là đẹp luôn. Trần thì rất là sạch sẽ anh em nhé. Nói chung là xe cũ thì không thể tránh được những cái vết xước hay là những cái lắm chỗ nó cũng có thể nó bị mục mọt một chút, nhưng mà cái đấy thì nó không quan trọng. Đấy. Cái đấy chỉ là hình thức bên ngoài, cái đấy thì mình có thể làm đẹp lên. Đấy, tay lắm mở cửa xuống này. Đấy, đây phần cốp. Đấy, anh em nhìn thấy đèn phanh của chiếc xe này. Nói chung là form xe kiểu sáng xe rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe mà có thể nói là có nguồn gốc xuất xứ rất là ổn định anh em nhé. Mới qua chủ này là chủ thứ hai thôi. Đấy. Nội thất của chiếc xe đây anh em nhìn này. Nội thất rất là đẹp luôn, trần để nguyên bản. Đã hai ghế trước thì được bọc áo ghế này. Chung nội thất của dòng Captiva này thì rất là sang trọng rồi. Anh em nào là tín đồ của Captiva thì hãy liên hệ ngay cho em. Một chiếc xe còn khá là chất cho quý vị và các bạn. Đây là một chiếc Captiva bản đủ anh em nhé. Rất là cẩn thận, đồ đạc trang bị rất là kỹ nhé. Nội thất rất là sang trọng luôn. Màn hình DVD cam lùi đầy đủ luôn.
Đấy, đây là phần cánh này, cánh lái bên phụ này, rất là đẹp. Tất cả hầu như là còn rất là nguyên bản cho anh em nhé. Mình sẽ xem cái phần gầm bệ của chiếc xe này. Đấy, anh em nhìn cái gầm bệ này, không có một vết mục mọt nào luôn, vẫn còn xanh đét luôn, khô ráo sạch sẽ luôn. Đây là phần gầm bệ bên lái này, anh em nhìn thấy gầm bệ con này chạy chắc nịch, em đóng chạy từ Nghệ An về đây chạy thông anh em nhé. Đây là anh em phải yên tâm về độ test xe của mình đi. Thì cái bác mua, bác chủ xe này bác cũng muốn anh em là test một chiếc xe Granit vào đến trong nhà cho bác đấy. Nội thất của chiếc xe đây nha. Bây giờ mình sẽ, đấy, anh em nhìn thấy cái bộ lăng này. Đây là một chiếc xe mà có thể nói là rất là zin. Đấy, tiểu sử của chiếc xe. Đấy, anh em nhìn này, tất cả mọi chức năng trên đồng hồ đều hiển thị nhé. Đấy, nhưng khi đề máy lên này, nó sẽ mất hết. Đấy, một chiếc xe không có một lỗi nhỏ luôn, nguyên bản. Chạy chuẩn 11 vạn. 11 vạn anh em nhé, 11 vạn 42. Đấy, điều hòa này. Đấy, đặc biệt thì con này thì màn hình này, âm thanh của nó rất là đẹp. Được cái thứ hai này, lại lắp một bộ cảm biến tốc độ anh em nhé, định vị cảm biến tốc độ, khi mình chạy đến đoạn đường cung đường nào, tốc độ cho phép bao nhiêu thì nó sẽ báo cho mình là được cho phép chạy gần đấy. Đấy, cái thứ hai là khi mình vượt quá tốc độ thì nó sẽ báo mình là mình chạy quá tốc độ. Đấy, gương kính lên rất là ngọt ngào nhé. Rất ổn định anh em ạ. Rất là ok. Trần nỉ này, trần nỉ hay từ những cái ốp cột này rất là sạch sẽ anh em nhé. Đèn trần, hộp để kính. Đấy, rất là ok. Xem gạt mưa. Đấy, còn cái mỗi lỗi nữa là, còn cái kia là cái cốp sau mình chưa đóng này, chưa đóng chặt thì nó sẽ báo hiệu là cốp sau mình chưa đóng chặt nhé, chứ không phải lỗi gì cả. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cái đây, cuốn số của nó đây. Rất là ngọt ngào anh em nhé. Đấy, à, cuốn đi này, ok chưa. Bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy đây. Con này thì có cả gương cục xòe anh em nhé, bàn đủ, rất là đầy đủ chức năng luôn, và hoạt động rất tốt luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy để cho quý vị và các bạn cùng xem cái chất máy của chiếc xe này. Đây là khoang máy của chiếc xe này, anh em nhìn đấy. Mình cũng chưa dọn dẹp gì khoang máy cả, vẫn để nguyên bản thế thôi. Đây là đầu răng của chiếc xe, không có một va chạm gì. Từ những con ốc phủ giảm sóc đây, nhưng mà chấm sơn. Đây anh em nhìn đấy, kể cả từ những cái ti cốt, ti lắp cabo này. Máy móc thì anh em yên tâm, cam kết cho anh em về máy móc của chiếc này, không bị ngấm dầu, không rò dầu anh em nhé. Máy lổ rất là êm. Một chiếc xe Captivan số tự động mới chạy được có hơn chục vạn. Đấy, con này rất êm rồi, không có một tí gì rò dầu ngấm dầu cả.
mắt cabo của chiếc xe đây. Thì vừa rồi Tuấn Anh có tuổi phòng giới thiệu cho quý vị và quý anh chị một mẫu xe Captivan sản xuất 2007 2008, phiên bản số tự động máy 2.4 và đang chào bán giá tiền là 285 triệu đồng. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.